Mới đâu, chép xin được gửi tiếng lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 thì em làm video để tận tại chiếc đầu Piouler, model của nó là 335. Thì chiếc đầu này thì bác khách nhận hàng thì test kiểm tra thì nó không nhận đĩa. Thế này yêu cầu gửi lại để em kiểm tra. Và đây là cái thùng hàng của bên em gửi đi. Con đấy ạ. Đấy. Bên em gửi đi. Và các bác lưu giúp em là khi nhận hàng ấy thì các bác hãy đồng kiểm cùng người giao hàng giúp em. Đấy. Bởi vì thời gian vừa qua ấy, thì có một số sản phẩm bên em gửi đi mà nó bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà mình không có đồng kiểm cũng như là quay lại cái video khi mình kiểm tra hàng cùng với bên giao hàng thì đâm ra là bên giao hàng họ sẽ từ chối lại cái trách nhiệm của họ. Thế vì thì em làm phiền các bác là khi nhận hàng của em là các bác yêu cầu đồng kiểm cùng kiểm tra và các bác hãy quay video lại giúp em để kiểm tra sản phẩm bên em. Nếu mà xảy ra vấn đề gì thì các bác hãy liên hệ ngay cho em nhé. Đấy. Cái kiểm tra chính là thùng hàng, kiểm tra các thiết bị bên trong mà nó bị thất nó bị không bình thường ấy ạ. Các bác phải liên hệ ngay em ngay. Đấy. Và các bác lưu ý với em là các bác cố gắng giữ lại cái thùng hàng này, không may cái sản phẩm dùng thì nó có sự cố thì các bác cũng có cái thùng để các bác đóng hàng gửi vào cho em, nó đảm bảo. Chứ các bác không quen đóng hàng ấy là nó gửi đi sẽ ảnh hưởng ngay, vì bên vận chuyển người ta cũng cũng làm cũng vô trách nhiệm lắm, thế là cái sản phẩm của mình sẽ ảnh hưởng. Đấy. Rồi thì em cũng xin vừa cái hộp thùng hàng này ra để kiểm tra các sản phẩm. Đây, sản phẩm thì còn nguyên tem mới nhé. Đây, tem sản phẩm bên em bán ra đều phải dán tem. Các bác mua tại nhà hay các bác em gửi hàng đi em đều dán tem. Ít nhất là một tem, có là hai tem. Đấy, để em còn bảo hành cũng như là sau này các bác cần em để xử lý sự cố thì em sẽ hỗ trợ cái việc này nhé. Đấy, để em biết cái sản phẩm của em để em xử lý cho. Thì các bác nhận hàng, các bác thứ nhất là bật nguồn để một chút thôi nhé, để vài phút để cho nó ổn định. Cái hai là các bấm ra bấm vào để phần cơ cho nó chuẩn nhé. Đấy. Đây thì có cách bấm quần để trong cái đĩa bên trong đây. Đấy. Công nhận em lấy một cái đĩa của bên em ra em kiểm tra à, cô lô này. Cũng không nhận luôn. Đem đĩa tốt hơn đóng cho vào à, đĩa đồng trắng nha. Không nhận. Rồi, giờ vậy thì cái sản phẩm này nó thực sự là nó có sự cố
trong quá trình vận chuyển đi thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành xử lý chiếc đầu này, hoặc là bác khách sẽ đổi cho sản phẩm khác nhé. Đấy, đổi sản phẩm khác. Đấy, mua hàng bên em các bác yên tâm như vậy, cứ nhận hàng test kiểm tra mà sự cố thì liên hệ với em và bên em sẽ kiểm tra đúng lỗi là được hoàn tiền 100% và các không mất bất cứ đồng phí nào cả. Đó. Và các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tí của mình. Đấy. Rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.